Tôi đang đứng cạnh cái mô hình cái nhà sàn của người Phú Quốc xưa trên đảo. Họ làm sàn tránh ẩm thấp, côn trùng, rắn rết cũng như là nước ngập đầm lầy, và họ lấy vỏ cây làm vách và hái lá trăng trên rừng làm mái nhà, và xung quanh nhà họ để rất nhiều cái lu chùm vải để hứng nước ngọt vào mùa mưa, sử dụng trong mùa khô. Và đây là các cái lục lạc để đeo trên các trâu bò chăn thả, và đây là lưới để bà con đánh kéo bắt cá. Đây là cái ngôi nhà của người Việt trên đảo Phú Quốc cách đây 200 năm. Và trong cái ngôi nhà này thì rõ ràng là tận dụng cái môi trường đảo, cây rừng, và người ta đã làm được một cái không gian sống rất lý tưởng đối với những cái công cụ lao động sản xuất bên trong, để nhắc chúng ta một thời Phú Quốc lúc khỉnh quang rất mộc mạc.